La la. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Phong Cách Xì Tin cùng với Misa và Bảo Trân. Xin chào các bạn. Các bạn vừa rồi trông rất xinh đẹp và lạ mắt đúng không nào? Dĩ nhiên là phải lạ mắt rồi, bởi vì các bạn đó không phải là người Nhật, không phải là người châu Á, mà là người phương Tây. Đón xem chương trình tiếp theo của Phong Cách Xì Tin để khám phá ra những biến hóa đầy thú vị này nhé. Đón xem Phong Cách Xì Tin phát sóng lúc 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên